Xin mời. Cô Canada đâu? Cô ấy bên trong. Em hy vọng cô ấy không lo lắng khi biết rằng em đang đến đây. Không, dù sao đi nữa thì cô ấy có xu hướng ở trong tâm trạng tồi tệ. Anh đã đưa thuốc cho cô ấy rồi. Nhưng em đừng làm phiền cô ấy nhé. Không có gì đâu, em sẽ không làm vấn đề gì với cô ấy cả. Đừng lo lắng, em sẽ chăm sóc cô ấy. Anh đi gặp ba đi. Trong khi đó thì ngay cả em cũng sẽ làm việc của em mà. Ý em là gì? Ý em là em sẽ làm việc chăm sóc cho cô Kagada. Anh hãy về sớm đi nhé, nếu không cô Kagada sẽ lo lắng đó. Anh không biết chuyện kéo dài bao lâu sẽ giúp Kagada hồi phục. Anh xin lỗi vì đã làm phiền em vì điều này. Chúng ta có rất nhiều người hầu như là họ có cùng nhau nghỉ phép. Việc rời đi để cô ấy một mình thậm chí còn không đúng. Chúng ta đang nhận được các cuộc gọi lặp đi lặp lại cũng từ bệnh viện. Em nghĩ vấn đề của anh sẽ sớm được giải quyết. Nhưng bằng cách nào? Mẹ em nói rằng không có gì là vĩnh viễn. Mỗi đêm đều có bình minh của nó. Có vẻ như anh phải hẹn gặp mẹ ngay bây giờ. Anh đã học được rất nhiều từ bà ấy. Hai người phụ nữ này đang xin nghỉ phép. Tôi muốn nói chuyện với anh. Nào ra ngoài đi. Anh đi đâu vậy? Mẹ đang xử lý công việc này đi. Tôi trở lại ngay. Sao bạn phải làm phiền bản thân nhiều vậy chứ? Giữ lấy, tôi sẽ xử lý công việc này. Meda đã là công việc của anh và chỉ có anh mới có thể làm điều này. Ý anh là gì? Anh là người quản lý công ty này mà. Anh sẽ cố gắng giải quyết vấn đề đầu tiên. Nhưng nếu như chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát của anh, chỉ khi đó anh tiếp cận được chủ sở hữu. Thôi nào, đó không phải là sự thật. Thôi nào, đó không phải là sự thật đâu. Meda, đó là cách các công ty hoạt động. Xử lý công việc này trong nhà bếp. Anh trả lời ngay nhé. Ba, bà có nghe thấy gì mà anh đã nói ngay bây giờ? Đây có phải là cách mọi thứ hoạt động không? Liệu anh ấy có xử lý tất cả các vấn đề của riêng mình và chỉ tiếp cận khi cần thiết chứ? À đúng rồi, chủ sở hữu không liên quan mình trong những vấn đề nhỏ nhặt. Manda là một nhân viên của công ty này và anh ấy là bạn chủ sở hữu. Vì vậy hãy thư giãn và ra lệnh cho mọi người đi. Ôi trời ơi, điều đó có nghĩa là Manda bây giờ sẽ là nhân viên của con hả? Không, hãy để cho anh ấy mãi là chồng của con chứ. Những người này ở trụ sở chính chỉ có thể truyền lệnh. Họ nghĩ chúng ta nên tuân theo mọi mệnh lệnh của họ. Họ đối xử với nhân viên như những cỗ máy. Không, ý tôi là tôi nghĩ chủ sở hữu công ty của chúng tôi không biết mọi người thế nào tại trụ sở chính đang làm việc. Tôi sẽ gọi điện thoại ngay bây giờ và hỏi xem đó là ý tưởng của ai để khiến chúng ta làm việc cho thêm giờ. Viraya, làm thêm không phải là vấn đề. Tôi gặp vấn đề khi họ hỏi mọi người phải làm thêm giờ đúng lúc họ gặp để lại trong ngày. Chị nghĩ rằng ngay cả tôi cũng vậy. Có thể trả lời được cho họ, phải không? Và thậm chí họ còn muốn về nhà dành thời gian cho gia đình. Họ cũng sẽ có những kế hoạch khác. Họ sẽ cảm thấy rất tệ. Xin lỗi Amanda, không sao đâu thưa cô. Cảm ơn. Đi. Họ đã đi đâu vậy? Meda, đừng lo lắng về tất cả điều này. Tôi sẽ xử lý họ. Họ đã nghỉ sao? Meda, sao anh lại để họ đi? Bây giờ chúng ta sẽ hoàn thành công việc như thế nào? Em nói với họ rằng họ cần hôm nay phải làm thêm mà. Tại sao anh lại để họ đi chứ Meda? Mẹ chồng cô ấy bị sốt cao và chồng của cô ấy gặp tai nạn. Đó là lý do tại sao anh để họ đi. Họ rất khẩn cấp mà. Hội thần Linh ơi, nhưng mà chúng ta có thể đã nghĩ về việc làm một việc khác. Tôi lẽ ra đã đến nhà cô ấy và được chăm sóc mẹ chồng cô ấy nữa. Và sau tiên sẽ đi giúp đỡ chồng cô ấy. Làm sao chúng ta có thể làm được gì đó mới đâu? Gia đình của họ quan trọng với họ chứ. Kinh doanh là quan trọng đối với chúng ta. Họ đến đây là kiếm tiền. Vì gia đình của họ làm việc này có ích gì nếu họ không thể ở đó vì họ. Nhưng tất cả những nỗ lực của em bây giờ trở nên vô ích rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm thế nào với 50 mẫu bây giờ hả? Em hiểu vấn đề của họ, nhưng mà ông Bamboo sẽ không hiểu vấn đề của em. Ông ta sẽ chỉ hủy đơn hàng đi.
Mina, em thậm chí không thể buộc họ phải làm việc ở đây. Làm thế nào một người có thể tập trung vào công việc nếu như nấy có ai đó không khỏe trong gia đình của họ chứ? Và liệu họ làm được việc gì đúng cách nếu họ không tập trung? Đó là lý do tại sao tôi làm cho họ nhẹ nhõm. Tất cả những gì anh nói là em nên cân nhắc các lựa chọn trước khi giải tỏa chúng. Bây giờ làm thế nào chúng ta sẽ hoàn thành đơn hàng 50 mẫu đi? Anh đã cho họ nghỉ phép, vì vậy anh cũng sẽ giải quyết vấn đề này. Anh có cách này. Có một người thợ may rất giỏi ở công ty trước đây của anh, tên là Kyder. Anh ấy mang rất khéo, sếp của anh ta sẽ thả anh ấy lý do gì đó, nhưng mà anh sẽ nói chuyện với anh ấy. Chắc hẳn là anh ấy làm gì đó. Và anh muốn tôi để anh ấy làm việc ở đây sao? Tại sao vậy chứ? Những người có kinh nghiệm của chúng ta có khả năng chỉ làm một công việc, đưa ra mục tiêu tới nhân viên của công ty. Và công việc của chúng tôi là có được mục tiêu đó đã đạt được đối với họ. Đó là đó chứ. Bạn có điên không vậy? Bạn sẽ hỏi ông chủ chứ, cho một vấn đề nhỏ nhặt. Tại sao không? Tôi sẽ gọi cho ông Rath và thông báo cho anh ấy biết rằng nếu như mọi chuyện tiếp tục sẽ trở nên như thế này, công ty sẽ đóng cửa và đóng dấu. Lời nói của tôi đi, tôi không biết gì họ nhưng chắc chắn bạn sẽ bị sa thải. Và thậm chí tôi cũng sẽ như vậy. Đi ra ngoài và kiểm tra xem có bao nhiêu thẻ SIM họ đã nâng cấp. Đi. Được rồi. Anh ấy muốn dạy một bài học cho mọi người. Manda, nói cho em biết đi. Nếu em Kander giỏi như vậy trong công việc của anh ấy, tại sao lại bị sa thải chứ? Và tại sao anh không gọi cho anh ấy làm việc cho chúng ta từ lâu nay vậy? Anh sẽ nói cho em biết sự thật. Tại sao nói dối em? Tôi đang làm việc với một lũ ngốc. Bạn không biết cách làm việc. Nếu không phải là đơn, tôi có thể dạy bạn cách làm việc. Bây giờ đi ra đi. Không bao giờ quay lại cho đến khi bạn học cách làm việc. Đi đi. Đi ra ngoài đi. Ông Amir, hãy nói với anh ấy điều gì đó. Ba cậu đã sa thải tôi từ công việc một lần nữa. Anh ấy làm điều đó mỗi ngày, đi uống trà rồi về. Anh ấy sẽ ổn cho đến lúc đó. Tôi đã giữ bạn một cách đặc biệt vì đã là gánh nặng của tôi. Đi, sẽ không ai nói rằng hãy ra khỏi cửa hàng của tôi, không là hết được. Đầu tiên hãy để tôi hoàn thành đơn đặt hàng đã. Vậy thì tôi sẽ tự đi, bạn có thể quản lý cửa hàng của bạn một mình. Và nếu bạn không thể thì bạn cũng có thể bán nó. Ra khỏi đây đi, đừng dậy đợi tôi nữa. Đồ ngốc. Đó. Đó là lý do tại sao anh không gọi cho anh ấy từ lâu. Anh Kader là tốt nhất trong kinh doanh. Ông ấy nhanh nhẹn và hoàn hảo, nhưng mà anh ấy hơi nóng tính một chút. Ông ấy có thể khó chịu với bất cứ ai, bất cứ lúc nào. Mối quan tâm của em có liên quan đến công việc. Nếu ông ta làm điều đó với niềm tin chắc chắn là phần còn lại không quan trọng. Có phải vậy không? Em sẽ có thể xử lý anh ta chứ? Ý anh là em cũng nóng nảy. Nếu chúng ta đưa anh ấy về nhà. Thôi đừng nói nữa Manda. Không phải vậy đâu. Em có thể chịu đựng được mọi thứ khi đi làm. Và bên cạnh đó, nếu em nói chuyện với ông ấy một cách lịch sự, ông ấy sẽ không cư xử thô lỗ, tùy em thôi. Anh không thể nào nói bất cứ điều gì khi nói đến sự tức giận của ông ấy. Được rồi. Cho phép em. Ông Kader. Chào ông, chào cô. Liên tiếp tôi đã nghe rất nhiều về bạn, nhưng mà tôi chưa nghe tên bạn. Nhưng tôi cũng không nói tên mình. Tôi không biết tên bạn đâu. Dọn vấn đề đi. Tôi là Bina Dikhan. Nhà tôi sở hữu một cơ sở kinh doanh may mặc nhỏ. Bạn sở hữu một doanh nghiệp may à? Tôi muốn sự giúp đỡ của bạn, nhưng tôi đang bận mà. Tạm biệt. Ok đâu. Bindu, anh sẽ quay lại ngay sớm nhất có thể. Hãy chăm sóc Kagada. Đây là bản thời gian của ấy nên lấy thức ăn và uống thuốc đầy đủ. Và cung cấp trái cây cho cô ấy. Nếu không cô ấy sẽ cảm thấy yếu đuối. Kagada, anh ấy rất quan tâm đến cô. Anh ấy chỉ ra ngoài có 2 giờ thôi. Tuy nhiên đã chuẩn bị một danh sách cho cả ngày. Anh ấy là thế đấy Bindu à. Nếu cô không phiền thì tôi có thể hỏi cô một cái gì đó.
tôi không bận tâm bất cứ điều gì mà bạn nói. Bạn biết đấy, tôi tiếp tục nói điều này với anh ba. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một con người ngọt ngào như Bin Dung. Nếu không phải là bạn và một người khác, cô ấy sẽ không bao giờ chấp nhận mối quan hệ của chúng ta. Số phận của chúng ta quyết định chuyện gì sắp xảy ra. Tôi nghĩ nó là mong muốn của đấng toàn năng, rằng tôi bước vào cuộc sống của bạn, đoàn kết các bạn, và sau đó để người của bạn được yên. Nếu cảm thấy tồi tệ, tôi xin lỗi ngay bây giờ. Nhưng tôi đang hỏi bạn với tư cách một người bạn. Tại sao bạn lại làm như vậy? Nếu bạn không muốn chia sẻ, không đi đâu à, không có gì đâu. Không có gì để trốn tránh bạn cả. Như tôi đã nói với bạn, tôi không có ai trên thế giới này. Tôi hoàn toàn chỉ có một mình. Tôi có một người cha, nhưng mà ông ấy không có thời gian dành cho tôi. Tôi đã ở đây rất lâu rồi, nhưng mà ông ấy vẫn chưa gặp tôi. Gần như ông ấy không quan tâm liệu tôi còn sống hay chết. Người duy nhất tôi có với tôi là anh ba. Bạn tôi, cuộc sống của tôi và mọi thứ. Tôi không biết tại sao, nhưng mà tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ rời xa tôi. Anh ba, anh ấy không có thời gian dành cho tôi. Tôi bắt đầu nghĩ rằng anh ấy không còn yêu tôi nữa, và đang gặp khó khăn để duy trì mối quan hệ này. Tôi đã nghĩ rằng tôi hủy hoại cuộc sống của mọi người. Cả hai bạn đã có thể sống hạnh phúc nếu tôi không còn ở giữa. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ điều đó khi tôi vắng mặt, anh ma sẽ có thể để cuộc sống của mình một cách hạnh phúc. Suy nghĩ của bạn là hoàn toàn không chính xác rồi. Và dù bạn là ai, suy nghĩ là sai lầm. Bạn là một người quan trọng, một phần trong cuộc sống của anh ma. Thì tại sao anh ấy lại kể cho tôi nghe ngày chúng ta kết hôn, rằng anh ấy yêu người khác? Tại sao anh ấy lại quan tâm đến bạn, bỏ lại công việc của anh ấy? Tại sao anh ấy lại chuẩn bị danh sách lớn như vậy? Anh ấy yêu bạn rất nhiều. Không biết đâu, tôi chỉ là gánh nặng trong cuộc đời của anh ấy. Nếu anh mà có gánh nặng thì đó là tôi. Tôi thậm chí đã đến đây với một vé khứ hồi. Tôi là khách trong 6 tháng. Và bây giờ tôi nghĩ rằng đã đến lúc tôi phải rời đi khỏi ngôi nhà đó và rời khỏi cuộc sống của bạn. Ý bạn là gì? Vậy các bạn chưa bao giờ có mối quan hệ vợ chồng? Vâng thưa cô, nhưng chúng tôi là những người bạn tuyệt vời, và chúng ta sẽ vẫn sẽ là bạn bè ngay cả sau khi ly hôn. Bạn muốn bao nhiêu tiền cấp dưỡng, đó là gì? Bạn chắc chắn sẽ cần một số tiền từ chồng của bạn chứ, để dẫn dắt cuộc sống của bạn. Không không, tôi không muốn khởi kiện. Tôi điều hành một doanh nghiệp Henna, tôi kiếm được tiền khá mà. Tôi không muốn một xu nào từ anh ta. Tôi muốn chúng tôi vẫn là bạn bè. Tôi chỉ muốn nộp đơn ly hôn. Tuy nhiên tôi muốn thông báo về mặt pháp lý, bạn có quyền cho một nửa tài sản của mình. Ngoài ra một nửa thu nhập của anh ấy, tôi sẽ cho nó một cách lịch sự. Sau đó tôi, tất cả điều này sẽ thuộc về cương Canada. Thu nhập của anh ấy
ngôi nhà, những cảm nhận của anh ấy, mọi thứ. Nè, cầm lấy đi. Đó là từ luật sư của tôi đó. Đây là gì? Giấy ly hôn. Từ từ cố lên, giữ nó đó đi. Cẩn thận. Mida, bạn lấy đâu ra ông già hậm hĩnh này vậy? Liệu ông ta có thể vận hành máy ở độ tuổi này không? Đừng hỏi tôi, Jyoti. Tại sao bạn không thay vào đó? Hãy hỏi người quản lý kìa, anh ta không biết một chi tiết nào. Ai đó cho bạn địa chỉ của tôi và Amman đã làm gì? Anh ấy bảo tôi tìm anh ở đây. Manda là ai? Tôi không biết ai cả. Bạn có tên đó? Akada, xin chào. Ôi, ông Manda, điều gì mang bạn đến đây vậy? Akada, đây là vợ tôi. Cô ấy đã bắt đầu một doanh nghiệp may mặc nhỏ. Vì vậy tôi đã nghĩ, nhưng tôi có thể giúp được gì đây? Có một đơn đặt hàng lớn, 50 mẫu sẽ được giao vào ngày mai. Nếu như ông có thể giúp đỡ, xin vui lòng. Tôi có 4 con gái để khâu giá, vậy thì bạn cần tôi làm gì? 3 là đủ rồi, khâu 50 bộ. Manda, vợ của bạn là người mới trong nghề này, cô ấy không hiểu kinh doanh, tôi sẽ không làm việc với cô ấy. Ông Kader, ông là đúng người cho công việc này. Quan ngân cho kỹ năng và tốc độ của bạn. Sự thật là khách hàng không phải là người địa phương. Đó là vấn đề. Niềm tự hào và danh tiếng. Tôi đang mong chờ để được hỗ trợ từ ông và cố gắng hiểu giùm cho. Tôi rất tôn trọng chồng của cô. Anh ấy trung thực và chân thành. Ông ấy từng điều hành vào máy cửa Yeswan. Một mình đó tôi sẽ giúp, nhưng mà chỉ bởi vì anh ấy thôi. Tôi có một điều kiện. Máy của tôi đi đến bất cứ nơi nào tôi đi. Tôi không làm việc trên máy các người. Bạn có chấp nhận không? Panda, tôi sẽ phụ trách của đơn hàng. Nếu điều đó ổn với bạn, tôi cũng không đánh giá cao nhàn rỗi về những cuộc nói chuyện không cần thiết. Tôi hy vọng bạn biết chứ. Để ở đâu đi? Nó nằm bên trong, dẫn đường đi. Xử lý cẩn thận đó. Dù sao thì tôi cũng là khách mà. Tôi ở đây trong một thời gian ngắn. Bi Nương, còn ba thì sao? Chúng ta sẽ thuyết phục ông ấy bằng cách nào? Tôi và anh Ma sẽ phải thảo luận về điều đó. Chúng ta phải cẩn thận về những hậu quả. Ừ thì tôi có thể về nhà khi bạn ở đây không? Sự thật là tôi sẽ phải chứng minh những giấy tờ này gửi cho anh Ma và giải thích cho anh ấy biết. Có lẽ sau đó anh ấy có thể thư giãn. Sau khi thảo luận xong với một cái đầu rõ ràng, chúng ta sẽ phải nghĩ ra một cách để thuyết phục cho ba biết. Thế là mọi việc trở nên dễ dàng hơn để cho mới giải quyết. Và anh ấy cũng không bị sốc. Bi Nương, ba à? Anh ba đâu rồi? Nó mệt mỏi và ngất đi rồi. Con trời mới biết đã bao lâu rồi, nó chưa dậy nữa. Nhưng ba không hiểu sao, tại sao anh ba lại căng thẳng như vậy chứ? Nó nói về cái gì vậy? Ba sẽ không để cho anh ta bước ra ngoài trong ngày hôm nay. Ba, đừng lo lắng nữa.
con sẽ về đó ngay. Trong khi đó anh ấy sẽ được nghỉ ngơi và cũng sẵn sàng đến bệnh viện. Đừng đi đâu đến bệnh viện hôm nay nữa. Làm sao con có thể giữ anh ấy được chứ thưa ba? Bệnh nhân sẽ chờ đợi anh ấy. Họ cần anh ấy hơn con mà. Con sẽ đến đó một lúc nữa. Được rồi Minh Dung. Chuyện gì xảy ra vậy? Ông ấy làm phiền hả? Không, không, anh Ma đang ngủ rồi. Không thể nói chuyện được. Tôi sẽ về nhà và đánh thức anh ấy vậy. Và tôi cũng sẽ đưa cho anh ấy giấy ly hôn. Chỉ cần một chữ ký và không làm cho anh ta căng thẳng nữa. Bạn có thể có anh Ma thời gian sớm nhất thôi. Đừng kích động nha. Một thứ sẽ ổn thôi. Tôi có thể rời đi được không nào? Chăm sóc bản thân nha. Để cho đến khi anh Ma tới đây. Đây là bản thời gian của bạn đây. Nè, hãy giữ lấy. Bi đừng quái nghĩ gì về bản thân mình chứ. Quái cư xử như thế. Nhưng cả thế giới nằm trên đầu ngón tay của quái vậy. Hãy để anh Ma ký giấy tờ và tôi sẽ đảm bảo không ai cản đường chúng tôi.